nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ con chim token 3D. Đầu tiên mình sẽ chèn một cái hình của con chim token vào. Sau đó mình sẽ tạo hình khối 3D cho hình dạng của chú chim này. Thank you.
Perfect. Vậy là mình đã vẽ xong phần mỏ, đầu và cổ của chú chim. Sau đây mình sẽ tô màu cho chú chim.
là chú chim của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Mình sẽ size xung quanh cho các bạn xem. Đây là một chú chim token. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy like, comment và subscribe kênh của mình nhé.